Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Văn Hồng Food, ăn uống và ẩm thực, khám phá nhiều món ngon nha. Món ăn hôm nay mình giới thiệu đó chính là một sản phẩm nữa từ Big Sam. Thì nó khá là giống với bánh, mà thực ra thì đúng là bánh thật. Đây mình đang có trên tay là khoai môn lệ phó, khá đẹp, như hải sản nhá, seafood fresh. Đây là cái hình bên ngoài, còn bên trong là tí mình phải cắt ra mới trải nghiệm được. Và như vậy gói này nó sẽ có là 12 cái, khá là nhiều đấy. Và cái này thì mình sẽ làm ngày sản xuất này, ngày 6 tháng 3, và hạn sử dụng 1 năm, cũng khá lâu rồi. Đây tháng 8, ít nhất nửa năm xong rồi. Còn nửa năm nó tồn ở trong siêu thị thôi. Đây, xem nào. Sản phẩm được bảo quản theo tiêu chuẩn ISO rồi. Đây mặt sau của nó. Cái này thì chúng ta sẽ phải rán nhé, không ăn được trực tiếp. Cho lên chảo này, thêm dầu ăn, đợi dầu sôi. Bạn đưa về cho khoai môn lệ phố vào, chiên ngập dầu. Và khi chín thì có màu vàng đều hai bên. Sản phẩm ăn ngon, mật ong và kèm với sốt tương cà. Của cái này thì mình có sẵn hết rồi. Đây là một cái sản phẩm đến từ Hà Nội các bạn ạ. Đôi đũa vàng này, công ty đôi đũa vàng, à không, đây công ty chế phẩm Đông Đô này, ở Châu Quỳ Hà Nội nhá, Thanh Trì này. Như vậy là có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và có lại gói này nó có trọng lượng là khoảng 3 lạng. Bác có sản phẩm in logo. Rất buồn cười, cái này xoay trên đây thì ngược chiều. Đấy, in nó cũng khá là gia công, chắc nó in theo kiểu mặt như này. Rồi 3 lạng, không có thông tin thì nữa, thì chúng ta sẽ cắt ra xem bên trong nó có gì và chế biến nhá. Tin là mình gửi đến các bạn đó chính là cái giá của sản phẩm này. Thì cái này ở mình mua ở Big C này thì hiện tại nó đang sale này chỉ có là 36.900 hoặc là 37.000 một gói này thôi, cũng khá là rẻ. Bây giờ chúng ta hãy cắt ra nhá. Ở đây mình đã có sẵn một cái chiếc kéo nhân hải sản, không biết hải sản gì ấy. Rồi, cắt ra rồi, xem bên trong nào. Ui, trông đẹp quá các bạn. Mùi rất là thơm. Thơm mùi sữa dừa. Mùi dừa đây. Như vậy chúng ta có 12 viên. Mình lấy thử một viên ra nhá. Cái này phải lấy ra thì mới dán được. Đây, đây có cái kinh nghiệm như này là chuẩn này. Đó, rồi. Chúng ta hãy đều làm luôn 12 viên. Ui, đây cho bạn xem. Cái này khi mình chưa dán nhá, thì nó giống kiểu bọc khoai môn ở ngoài. Và đây nó sẽ có cái nhân dừa, nó làm trắng trắng như này này. Rất là thơm. Một viên nó đường kính nó chỉ bằng một quả bóng bàn thôi. 12 viên, 37.000, 37 trên 12 như vậy là khoảng là 36 đi. 3.000 viên này nhá, bằng một viên bánh trôi. Mình nghĩ là nó cũng là rẻ, cũng là đắt. Giờ chúng ta, cái này mình sẽ rán đi, ăn thử xem như nào. Mình sẽ cho chảo lên, bật lửa. Mỡ, à, cho dầu vào. Chiên ngập dầu à? Cho nhiều dầu một chút. Rồi đợi lúc cho dầu nó nóng ra nhá. Rồi bắt đầu sôi rồi, mình thả bánh vào đây. Đó, thả bánh vào. Cháy nhanh quá.
trước thời gian rồi. Qua nào qua nào qua. Dính nữa. Thơm lắm, không có thơm mùi dừa á. Mình đang để lửa rất là nhỏ để cho nó lưu dư thôi. Thank you.
có chín rồi. Để mình spark ra nhé. Đã trên tay đĩa khoai môn Lệ Phố. Rán này là chín đấy. Sau khi rán xong chúng ta thấy nó giống, khá là giống cái chả, chả gì nhỉ, giống kiểu chả thịt cùng mình hay làm ấy, giống kiểu chả xương sông ấy, rất đen nhưng mà mùi rất thơm ạ, có mùi thơm của mùi cốt dừa rất là ngon. Chúng ta vừa review xong món khoai môn Lệ Phố. Thật sự khi ngoài môn Lệ Phố mình nhớ đến một cái phim ngày xưa, Tể Tướng Như Hồ. Có cái món này mà Dương Châu Vua Cả Long ngày xưa. Đánh giá thì cái này thì ăn chơi thì hợp, ăn cơm thì cũng được. Nhưng mà thật sự thì mình thấy lúc mà ra thực tế thì nó không được đẹp như là trên hình ảnh này. Cái này thì không ăn sống đâu nhá, các bạn bắt buộc phải rán đi nhá. Bắt buộc phải rán đây này. Đây là sợ không ăn được sống được như kia. Mà khi mình rán ra thì nó đen xì xì như là kiểu chả đùn luôn. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu thấy clip hay và ý nghĩa mang lại nhiều thông tin mới thì các bạn nhớ subscribe, like video và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại trong các video ăn uống khác cùng Văn Hóng Lazada. Ok, xin chào.